mấy lượt tim bang cơ. Và ngày hôm nay thì trao tặng cho hai con, hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Mưa to quá, tay lớn để dành cho bà. Từ từ đã. Rồi, xin mời bà bước lên sân khấu ạ. Sau đây xin mượn một chiếc ghế để cho bà sẽ chụp ảnh cùng cô dâu chú rể ngày hôm nay. Cô dâu rể ngày hôm nay. Xin cảm ơn bà nội. Và sau đây xin mời cô dâu ạ, cô dâu hãy ôm bà được một cái được không ạ? Vâng, và xin được cảm ơn món quà của bà vội và đi xuống nhanh quá. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời món quà của em trai Trần Tâm. Đặc biệt là phần quà của em cũng đang công tác ở bên Đài Loan. Và xin được trân trọng kính mời mẹ cô Hiền sẽ cùng thay mặt em để cùng trao tặng món quà này. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để dành cho phần quà của em Trần Tâm. Vâng, xin được cảm ơn phần quà của em Trần Tâm. Và liên tục chương trình ngày hôm nay và một nghi lễ cũng rất trang trọng, không thể thiếu trong cuộc đời của tôi giải ngày hôm nay. Vâng, sau đây thì xin được trân trọng kính mời phần quà của các thím. Quý vị có muốn chứng kiến nụ hôn của cô dâu chú rể được không ạ? Và nếu muốn chứng kiến thì xin mời quý vị hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn để dành cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy tiến một bước phía trước ạ. Hãy quay mặt lại nhau một góc 37 độ 5. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng thực hiện một nghi lễ, một nụ hôn nồng cháy nhất trên sân khấu ngày hôm nay. Và sau đây xin mời cô dâu sẽ đặt hai tay vào bờ vai vững chắc của chú rể. Cô dâu đang cười rất là hạnh phúc. Chú rể cũng vậy. Và xin mời chú rể, tôi chưa nói thì chú rể đã đặt vào đôi hông ngọc ngà cô dâu rồi. Và chú rể rất là nhanh trí luôn. Chắc chắn là chú rể đã thực hiện nụ hôn rất là nhiều lần rồi. Và sau đây thì xin mời cô dâu chú rể hãy hướng mắt về nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng như những chiếc máy quay điện thoại live trực tiếp ngày hôm nay để tất cả các quý vị cùng được chứng kiến khoảnh khắc này. Cô dâu chú rể đã sẵn sàng chưa thực hiện nụ hôn của mình và chính bờ môi giữa ngọt ngào của mình để được một trai một gái nhé cô dâu chú rể nhá. Và sau đây nụ hôn dài bất tận xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Xin mời toàn thể hôn gái dành một tràng pháo tay thật lớn để dành cho cô dâu chú rể ngày hôm nay đúng không ạ? Và xin mời cô dâu ạ, hãy dành cho nhau những tình cảm thật lãng mạn trên sân khấu để nhà nhiếp ảnh gia sẽ ghi lại những khoảnh khắc này đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Và sau đây rất mong muốn chú rể sẽ trao tặng cho cô dâu một tình cảm lãng mạn cũng như thể hiện sự ngăn lăng của chú rể. Xin mời cô dâu sẽ đón nhận bó hoa hạnh phúc của chú rể ngày hôm nay. Vâng, một tràng pháo tay lớn
cũng còn để quý vị đặt ra chút thứ rẻ thể hiện sự lãng lăng của mình ạ. Và cô dâu đang cười rất hạnh phúc. Vâng, xin được cảm ơn. Cảm ơn trời đã cho em được sống, được yêu em, yêu trọn vẹn con tim. Và ngày hôm nay chính thức họ đã đưa con thuyền tình của mình cập tới bến bờ hạnh phúc lứa đôi. Tình yêu của đôi bạn trẻ đã ví như đôi tầm, được ăn cùng một lá, cùng nằm một nong. Tình yêu của đôi bạn trẻ đã ví như đôi ong, con quấn, con quýt, con trong, con ngoài. Và xin được chân thành cảm ơn sự diện của quý vị khách quý đã cùng chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời một tấm hình của đại gia đình sẽ cùng trở về lễ đường sân khấu ngày hôm nay. Và tiếp theo xin được giới thiệu một phần quà nữa đúng không ạ, của chị Thúy ạ, Thúy Tâm. Và sau đây xin mời anh chị Thúy Tâm ạ. Tấm hình lưu niệm đẹp nhất của bố mẹ ba Thuận cũng như tất cả các anh chị em trong gia đình, chúng ta sẽ cùng trở lại sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay để dành một tấm hình đẹp nhất. Và sau những tấm hình đẹp nhất của đại gia đình ngày hôm nay thì xin được đỡ lời cho bác trưởng đoàn đại diện quan viên họ nhà trai, đó là bác Duy Long, cũng như đỡ lời cho gia đình ông bà ba Thuận, chú rể Bùi Thoại, Sánh Duyên gồm cô dâu Lan Anh. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, các bậc đại biểu đại diện quan viên hoàng nhà gái, cũng như các bạn trẻ đang thanh nữ tú đến từ phái đoàn quan viên hoàng nhà gái đã cùng trở về với khán phòng của nhà trai tại quê hương miền Sơn Lục Nam ngày hôm nay để chứng kiến khoảnh khắc của đôi bạn trẻ. Và sau những tấm hình đẹp nhất, xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của các bậc đại biểu đại diện quan viên hoàng nhà gái, các bạn trẻ nam thanh nữ tú và cùng đoàn đón rước dâu của nhà trai nhà gái sẽ cùng dự bữa cơm ẩm thực của gia đình, nâng cao những ly rượu hồng mời phúc trăm năm tới đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Một nữa xin được trân trọng kính mời, xin được dẫn lời cho bác trưởng đoàn Duy Long cũng như các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và đoàn quan viên hoàng nhà trai. Xin được trân trọng kính mời các cụ, con, các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ đồng thanh nữ tú phái đoàn quan viên hoàng nhà gái sẽ cùng ở lại khán phòng cưới của nhà trai dùng bữa cơm thân mật của gia đình trong ngày vui hôm nay. Một nữa xin được chân thành cảm ơn.